cho tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em quay vườn cấu trúc cho anh chị em mình giao lưu thêm một số loại mai giống ha anh em. Thì nhà vườn đã chuẩn bị sắp ra như thế này cho anh em mình, để anh em mình xem thấy mặt cây khi mà gửi hàng thì em sẽ báo có kích thước rồi đó. Thì anh em mình cứ việc là kiểm tra hàng nó đúng như kích thước ở trên video thì anh em mình sẽ thanh toán tiền cho nhà vườn. Em sẽ quay cái hàng nhỏ tiền trước cho anh em mình, giá là 40.000 một cây, 5 cây gửi hàng, 10 cây bao ship, và đồng thời sẽ tặng thêm cho anh em mình được một cây ha. Là chỉ ra nếu mà anh em mình mua nguyên một cái combo 11 loại giống thì nhà vườn người ta sẽ tính chỉ có 10 cây thôi ha, nhưng mình được tặng thêm một cây. Rồi 40.000 ha anh em. Cây này thì có mặt hoa, một số thì có mặt hoa, một số thì mới ghép. Kích thước của nó sẽ không có đều nhau, tại vì tùy theo giống mắt tiền và giống ghẻ tiền. À, có cây to, có cây nhỏ, nhưng mà đồng giá là 40.000 thì anh em mình coi kích thước cây cái giống đó như thế nào để anh em mình đặt hàng, để nhiều khi anh em mình ra cứ lấy kích, anh em mình ví dụ như Đại Lộc đi, anh em lấy cái kích thước của nó cao 2 tấc, anh em ra kiểm tra cái thằng này có 2 tấc là đâu có tới đâu nha. Nên ở đây có cây cao, cây thấp, cây nhỏ, cây lớn thì anh em mình coi mình mua cái giống nào, kích thước nó như thế nào để anh em mình kiểm tra cho đúng giùm em nha. Để sơ sức anh em mình cứ nghĩ báo tên giống rồi các anh em đổi kích thước, cây nào cũng phải bự như cái cây bự nhất trong bầy không à nha. Rồi giống đầu tiên Đại Lộc cho anh em mình ha. Qua Tết thì nhà vườn người ta vẫn cắt đôn, nhưng mà người ta sẽ chừa một số nụ để cho thấy mặt hoa là bông nhiều cánh như thế này cho anh em mình nha. Chiều cao khoảng 20 cm, báo cho anh em mình 15 đến 20 cm. Đại Lộc chậu C6 40.000 nha. Nguyên cái giải này là 11 giống là 40.000 một cây. Giống thứ hai là bạch mai đọt hồng. Đây. Đọt lên hồng như vậy rất là đẹp ha. Cây này thì ghép tầm khoảng 3 tháng. Cây này còn nằm trộn mũ nhựa. À, bịch nhỏ thì về anh em mình sang qua C5 hoặc là C6 nha. Cây này mới ghép cũng tầm khoảng là tháo bịch tới nay cũng khoảng là 2 tháng mấy 3 tháng thôi. Ha. Rồi kế tiếp cho anh em mình là dạo bịch kim. Lá sọc cẩm thạch ha. Đốm tắn hoa màu vàng. Hoa từ 8 cho đến 12 cánh. Dạo bịch kim. Cái màu lá này cái nuôi ngoài nắng bình thường nha. Cái màu lá này nè. Đây cũng nha, vẫn là mới ghép tầm khoảng 3 tháng tuổi. À, hàng này bằng nhau nè. Rồi kế tiếp cho anh em mình làm mai sắn. Quá quen thuộc với anh em mình ha. Cây nằm chậu C6. Chiều cao cũng khoảng 1 tấc đến 1 tấc rưỡi. Ghép mai sắn. Cây này còn nụ còn lá. Thì về anh em mình lãi nụ lãi lá cũng được luôn ha. Cũng vẫn là 40.000 luôn. 5 cây gửi hàng không bao ship. 10 cây sẽ được bao ship và tặng thêm 1 cây. Rồi kế tiếp cho anh em mình là siêu nụ. À, cây vẫn là hàng ghép gốc nhớt quấn ghế cũ. Cái lô đa số mai giống thì cũ của nó trung bình đều đều khoảng ngón tay cái của mình thôi. Cây này thì cũng ghép tầm khoảng 4 đến 5 tháng ha. Chiều cao thì trung bình nó cũng tầm khoảng 1 tấc đến 1 tấc ngoài. Cây này về gông bỏ lá già là mình chăm sóc được rồi. Rồi kế tiếp là cúc hoa hồng. Đọt đỏ, bông nở giống như bông hồng. Đặc biệt thì một cái là lên tược nó đỏ tươi như vậy rất là đẹp ha. Cây này thì chiều cao trung bình của nó cũng tầm khoảng 1 tấc rưỡi cho đến 2 tấc. Vẫn là hàng ghép gốc nhớt quấn ghế cũ nằm chậu C6. Rồi cúc 2 tầng ha, cái hàng này cũng lá cũng dễ nhận biết nữa. Nó với hàng bông đổi bông nó sẽ khác. Cái mặt bông nó sẽ đa ná giống như nhau mà nhưng mà nó khác cái mặt lá thôi. Lá này là lá nhỏ, lá dài. Còn hàng bông đổi bông á, là lá của nó gan như lá cúc trân châu vậy ha. Vẫn là hàng ghép gốc nhớt chậu C6. Vẫn là 40. Rồi kế tiếp cho anh em mình là thanh mai bông xanh ha. Bông thì trung bình từ 6 cho đến 12 cánh. Bông nở màu xanh, xanh ngọc. Vẫn là hàng ghép gốc nhất, chiều cao cũng khoảng 1 tấc cho đến 1 tấc rưỡi. Ngọc thanh mai ha. Rồi tới cúc lá rí nè anh em. Cái hàng này anh hả? Dạo lá rí. Cái hàng này anh em mình có những cái cây bonsai mini nhỏ nhỏ, anh em mình có thể là ghép thằng này vô cũng được ha, tại vì lá nó nhỏ mà mình chơi mini thì nó sẽ đẹp hơn. Mấy cây mini bỏ bàn á. Ha, cúc dạo lá rí bông từ 8 đến 12 cánh. Cái thằng này nó cũng có 2 dòng. Rồi, kế tiếp cho anh em mình luôn, phước lộc thọ. Bông 3 màu ha, một là màu vàng, hai là màu xanh, ba là màu xám. Đây. Chậu C6 cũng khoảng 1 tấc đến 1 tấc rưỡi ha. Rồi kế tiếp cho anh chị em mình luôn là hoàng huyết long không nhị. À, cây này đặc biệt lai qua chỉ bằng cách cắt ghép thôi, nó không có nhị ha. Ở đây chiều cao trung bình cũng khoảng 1 tấc cho đến 2 tấc. 2 tấc thì ít, báo cho anh em mình 1 tấc đến 1 tấc rưỡi thôi. Chậu C6 ha. Hoàng huyết long không nhị. Rồi cái này là cái gì? Rồi kế tiếp cho anh em mình luôn ha. 11 giống em đã báo cho anh em mình rồi, thì bây giờ báo cho anh em mình tới cái hàng lớn hơn một tí. Giá là 80.000, 3 cây gửi hàng, 5 cây bao ship và 10 cây thì mình cũng sẽ được tặng thêm một cây luôn. Anh em mình cố gắng lấy thêm một cây 10 cây để được tặng thêm một cây. Rồi giống đầu tiên cho anh chị em mình luôn ha, là mai tiếng vua 5 đến 12 cánh tiếng vua. Lúc trước cái cây như vậy anh em mua phải 500.000, nhưng mà bây giờ giá nó bình ổn lại rồi thì còn 80.000 ha. Lúc trước em cũng nói
cái giống nào mà nó mới ra anh em muốn sưu tầm thì anh em mình phải bỏ số tiền nó cao hơn người ta, tại vì lúc đầu tiên là cái hàng nào cũng vậy hết, đầu tiên nó mới ra thì còn ít người có nên cái giá nó sẽ cao. Lúc trước có nói rồi cho anh em mình nữa ha. Rồi 80.000 ha, tiếng vua. Kế tiếp cho anh em mình là cúc thọ hương cẩm thạch, giá là 80.000 nè. Đa số những cái dòng này lúc mà cái có thể nếu mà tính về cái độ mới thì cái thằng này là có thể là giờ nó mới nhất ha. Thọ hương cẩm thạch này nè, lúc trước cái cây của mình ghép lên bán 500-600.000 cây không à, thì hôm nay nhiều rồi, bắt đầu người ta gây giống ra được rồi, cái giá nó bình lại thì cũng còn 80.000, nằm chậu nhỏ ha, bịch nhỏ. Rồi cúc bịch mai, thằng này xong rồi tới thằng này nè, là thằng này nó trước này một tí. Cúc bịch mai, cúc bịch mai này được cái là hay, lá nó sẽ chuyển qua màu xanh, nó mình lai nó riết rồi nó đốc nó đột biến ra đó anh em, thì cái lá của nó do trồng ngoài nắng nhiều quá nên cái lá sau này của mình nó đột biến ra, nó chỉ sọc cẩm thạch mà nó ít thôi, cái phần xanh này nó nhiều hơn. Mình trồng trực tiếp ở ngoài nắng thì cái lá của mình nó sẽ không có bị cháy, nó không có giống như bạch mai biến điện rồi ha. Bạch mai biến điện rồi thì cái lá nó màu trắng, mình đâm cái nắng nhiều lâu quá nhiều quá thì nó sẽ bị cháy, còn thằng này nó được cái là lai qua xanh luôn nhưng mà bông trắng ha. Cúc bạch mai 80 luôn. Rồi tới tiếp cho anh em mình là cúc thanh long, mặt bông của cúc thanh long nè anh em. Cây này thì cây hàng ghép gốc nhất, được 1 năm ngoài tuổi, nằm chậu C6, chiều cao khoảng 30-40 cm, giá cũng là 80 luôn. Cái hàng này thì về anh em mình sang qua chậu C7 được rồi. Rồi kế tiếp cho anh chị em mình luôn cúc tư long, 40-60 cánh nè, chiều cao trung bình khoảng 40 cm. Thằng này với thằng cúc thanh long, hàng này kích thước nó na ná như nhau. Cúc tư long với thanh long nè, giá cũng là 80. Rồi kế tiếp cúc trân châu 24-36 cánh, dòng bông rất là quen thuộc cho anh em mình ha, bông nè, vẫn là hàng ghép gốc nhất, quán ghệ cũ, cái lô này cũ trung bình đều đều khoảng ngón chân cái của mình, giá cũng là 80. Cây này về anh em mình sẽ tiến hành sang chậu và cắt đôn cho nó nha. Rồi kế tiếp phú tân 8-24 cánh, vẫn là hàng ghép gốc nhất ha, quấn ghệ cũ, cũ trung bình tay cái chân cái, chiều cao 40 cm đổ lên. Cây này về anh em cũng sang chậu và cắt đôn cho nó nha. Phú Tân ba dòng ha, Thủ Đức, cúc trân châu, Phú Tân thì ba dòng này đi đó giờ. Rồi kế tiếp cho anh em mình là Thủ Đức tiếng vua lớn. Cái gì này là tiếng sao dán tem tiếng vua nè, bấm lộn rồi nè, này là siêu nụ nha anh em. Chậu C6, hàng này thì cũng vẫn là quấn cũ, dựng ngọn lên 40 cm. Về anh em mình sang chậu nha, những cái cây mà chưa đôn này nè, chưa cắt đôn thì về anh em mình sẽ là cắt đôn ha, cắt đôn anh em mình sang chậu mới, bấm bỏ lá bỏ nụ hết cho nó phát triển nha. Rồi tới cúc thọ hương, đây, bông của cúc thọ hương nè, cũng vẫn là hàng ghép gốc nhất ha, quấn ghệ, chậu C6, 80 luôn. Rồi trời, cái bông này đẹp, trời ơi, nở nguyên một cái chùm luôn. Cúc thọ hương đẹp ghê, đẹp không nở, nhìn có một nụ một nè anh em ha. Cúc thọ hương quá đẹp, ôi chùm này đã quá đã, quấn ghệ cũ ha, lò xo bí bệ rồi tung bình đều đều khoảng ngón chân cái, chiều cao khoảng 50 cm. Rồi cuối cùng lô mai giống là cúc vip, cúc tri kỷ, cúc vip, cúc tri kỷ là hai tên nhưng mà một loại ha. Đây, vẫn là ghép xong, quấn đọt xong, chậu C6. Cái mấy cái cây nè, từ ngay chỗ mà khúc dẫu mà dẫu đằng đó, đó cái cây cao cao đó dài lại cái khúc này thì về anh em mình sẽ cắt đôn nha. Rồi mã số 24, có mấy mã số em quay cho anh em mình luôn nha. Rồi một là cây cúc chùm, mã số 1, 400k cúc chùm ha, nè lên bao nụ rất là nhiều luôn ha, bông nhiều cánh, số 1 ha anh em, 400k. Số 2 bạch mai đọt xanh, 400k luôn, dòng bạch mai nè nhiều cánh, 8-12 cánh đọt xanh ha, cây này 400 luôn. Rồi tới bạch mai đọt xanh, cây mã số 3, 450.000, cây này thì cũ đẹp hơn cái cây số 2 tí, vẫn là bông bạch mai đọt xanh ha, cây này 450, cây cũ nó đẹp hơn tí nè anh em thấy không, cây cũ này bự hơn tí. Rồi mã số 4 cúc chùm, 450.000, đây mặt bông ha, có mặt bông như vậy thì anh em mình khỏi lo, vẫn là hàng ghép phôi ha, ghép hai bo. Rồi mã số 5 cúc chùm luôn, 450.000 luôn nè, mặt bông nó nở rất là đẹp chứ anh em, qua Tết mà nó nở được như vậy là rất là ok, cũ đẹp ha, 450. Rồi mã 6 bạch mai đọt xanh, 450.000 luôn, vẫn có mặt bông cho anh em mình luôn ha, ghép phôi, ghép hai bo. 7 cúc kem 500.000, mặt bông cúc kem 500.000. Rồi tiếp tục là mã số 8
Cây này là cây tiếng vua. Hoành của cây, hoành eo là 23, cao 85, tán ngang là 65. Giá cây này là 7 triệu bao gồm phí ship. Cây này là ghép tiếng vua nha. Gặp mà đương thời cái dòng tiếng vua ở năm rồi, cái cây này anh em mua phải mười mấy triệu. Dám chắc với anh em mình luôn. Lúc mà tiếng vua nó mới ra, nó đang hot. Trời ơi, nhiêu đây cắt ra ghép biết bao nhiêu mà nói. Nè, nụ của nó nè, lên bông nè anh em thấy không? Cây này thì ghép được cái là già mùa ha. Cái cây này mà gặp mà 2 năm trước, cái cây này anh em phải bỏ mười mấy triệu. Nhưng mà bây giờ thì nói chung là nó nhiều rồi. Mấy cái cây này lúc trước người ta mua hồi đầu, đầu tiên là người ta mua cái bo nó mắc, ta ghép vô đây bắt đầu nó ra, cái ta lấy bo ra, lấy bo thì tới nay nó cũng được 2 năm rồi ha. Đây, giá là 7 triệu. Cái cũ cây này cũng rất là đẹp nha anh em. Cây này vừa sưu tầm giống rồi có thêm được cái phôi đẹp luôn ha, phôi sữa thân, đế cũng khá là đẹp ha, ghép đều cành. Cây này thì về anh em mình lại bỏ nụ bỏ bông là anh em mình sang qua chậu đẹp được rồi. Rồi cây cuối cùng, cây mã số 9, cúc 150 cánh. Cây này cao 1m9. Cao 1m9 hả? Ừ, chắc cũng cỡ đó. À, tán ngang 1m, cây này giá là 9 triệu. Cây này là cây mai vàng già, cây rất là già ha. Ghép lên, ghép ở trong đây nha, cúc 150 cánh. Cây này tính ra nó cũng già lắm, đáng cũng rất là đáng để sưu tầm nha anh em. Tại vì cái dòng cúc 150 cánh này hầu như là nó không có cây bự. Đây, mặt bông cũng 150 cánh ha. Anh em nào mua về ở không á, bắt vợ ra ngồi điếm cánh. Bữa nào mà lì lì nó không cho nhậu á, bắt nó ra điếm cánh cho nó điếm cánh. Mã số 9 nha anh em. Cái giá cái này là 9 triệu ha. Một cây này cũng rất là, nói chung là đáng sưu tầm. Tại vì tính ra cái giá 9 triệu á, thì mình thí dụ như mình mua cây Thủ Đức đi, mua cây Thủ Đức cây này nó tầm khoảng 3 triệu mấy 4 triệu thôi ha. Còn cái này là nó là cúc 150 cánh, cốt ghép già, ghép từ ở trong đây nè. Cốt bự tay cái hết, nó mang cái giá trị sưu tầm và hiếm cây là nhiều ha. Cúc 150 cánh. Rồi chín mã số và một số loại mai giống thì anh em mình ưng cái loại nào anh em mình liên hệ trực tiếp bên nhà vườn giùm em ha, số điện thoại tên tiêu đề để gặp túc được đặt hàng ha. Hàng tới kiểm tra bình thường nha anh em. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị em mình luôn.